Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí con hẻm 225 của đường Lê Văn Quế thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha cô chú anh chị. Thì từ đây thì cô chú anh chị mình đi ra tới vị trí mặt tiền đường của đường Lê Văn Quế thì mất khoảng cỡ chừng là 60 đến 70 mét cô chú anh chị ha. Nhà mình thì hẻm xe hơi, thì cô chú anh chị mình thấy trước mặt cô chú anh chị mình là một chiếc xe hơi nè. Bên đây là một chiếc xe tải nè. Ở nhà mình là thuộc con hẻm xe hơi, xe tải của chú anh chị mình ra vào được nha. Ở đây thì hiện tại chắc cũng đang là làm cái bãi giữ xe này của chú anh chị. Nếu của chú anh chị nào có nhu cầu á, ngôi nhà mình thì vừa phù hợp, vừa để ở và vừa có bãi xe kế bên luôn. Mình có thể gửi xe kế bên luôn cũng được cô chú anh chị. Hẻm nhà mình là hẻm cục nha. Từ đây đi thẳng vô bên trong là hẻm cục nha cô chú anh chị. Thì khu vực ở xung quanh đây là được xây cao ráo, một trệt ba lầu hết. Ở khu vực này thì khu hiện hữu rồi, không quy hoạch nữa cô chú anh chị ha. Và lộ giới thì cũng nói chung là cũng còn có tí ti thôi. Nói chung là những cái căn nhà ở trong đây đều xây dựng là chưa đúng lộ giới theo quy định của nhà nước nha cô chú anh chị. Và ngôi nhà của mình cũng vậy luôn. Thì ngôi nhà của mình là kết cấu là một trệt nè, một lầu nè. Và lầu này là lầu 2. Phía sau thì sẽ có một cái khoảng không gian cô chú anh chị mình có thể mình để cái máy giặt ở ngoài đó cũng được ha. Và có khung bảo vệ xung quanh ngoài đó luôn, rất là tiện nha cô chú anh chị. Nhà mình thì bề ngang là 4m và chiều dài là 12m rưỡi cô chú anh chị nha. Kết cấu thì một trệt hai lầu, có tổng cộng 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Nhà mình thì hiện tại đang thuộc hướng đông, thuộc đông tứ trạch. Nếu cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua nhà đông tứ trạch thì đừng nên bỏ qua căn này. Căn này thì hẻm xe hơi, cô chú anh chị mình có thể mình đi xe hơi vào đến tận nhà mình được luôn. Đây mặt tiền trước của ngôi nhà mình đây ha. Mặt tiền này thì hiện tại là chủ đang làm một cái lớp cửa cổng nè, khắc viền CNC nè cô chú anh chị. Đó, cái đó là khắc CNC nha. Rất là dày luôn cô chú anh chị. Khắc CNC lên rất là đẹp ha. Và cửa cổng này là cổng 4 cánh. Bên trong thì có một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh nữa. Và ở trên thì sẽ có cái mái ngói nè. Mái ngói để cho nước mưa nó không có tạt vào nè cô chú anh chị. Chủ làm hết rồi. Lầu 1 của nhà mình có ban công nè, lầu 2 cũng vậy luôn. Nhà mình thì không lỗi phong thủy gì hết cô chú anh chị nha. Ở nhà mình không có lỗi một cái phong thủy nào hết. Đây là khoảng không gian này là không gian chắc là chừa lộ giới nè cô chú anh chị. Thì cái lộ giới của nhà mình thì vô tới đây ha. Bên kia thì sẽ có cái đồng hồ nước nè, có vòi van nước nè cô chú anh chị để mình sử dụng luôn nè. Cửa này thì xài là cửa nhôm sinh pha 4 cánh cô chú anh chị nha. Phía ngoài thì là cửa cổng khắc CNC. Đó, được chạy máy bằng CNC nha cô chú anh chị. Và hiện tại ngôi nhà này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng để rao bán cái ngôi nhà này là 4 tỷ 980 triệu nha. 4 tỷ 980 triệu giá còn thương lượng mạnh cô chú anh chị nha. Nếu cô chú anh chị nào có quan tâm cái ngôi nhà này có thể liên hệ Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem ha. Ân ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè, người thân mình đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Và một lần nữa thì cô chú anh chị nào mà mình đang xem kênh của Nguyễn Hoàng thì cho Nguyễn Hoàng một lần một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Để Nguyễn Hoàng sẽ tạo ra được nhiều cái video mới cho cô chú anh chị mình xem ha. Khu vực này là khu vực bộ bàn ghế nè, tiếp khách nè cô chú anh chị, phòng khách của mình ha. Và xung quanh thì sẽ có ốp những cái miếng dán tường rất là đẹp nha, mẫu mã hoa văn. Bên kia thì sẽ có CB tổng ở bên kia, rồi ổ điện ở nằm ở bên dưới luôn. Gạch thì hiện tại là chủ đang ốp tổng cộng là 4 viên và một viên là màu xám ở bên dưới và 3 viên là màu tông trắng nha cô chú anh chị. Bên này cũng vậy luôn nè cô chú anh chị. Cầu thang nhà mình là cầu thang đúc bê tông cốt thép ha. Bề mặt đi bằng đá hoa cương. Ở khu vực này cô chú anh chị mình có thể làm một cái tiểu cảnh ở đây cũng được nè. Dạng như cái kiểu hồ Nam Bộ của cô chú anh chị. Tiếp theo khoảng không gian phòng khách là khu vực bếp. Thì khu vực bếp này thì hiện tại là cô chú anh chị mình có thể để một bộ bàn ghế ăn gồm 2 ghế ở đây nè, hoặc là 4 ghế nhỏ nhỏ của ở đây cũng được nè ha. Ở phía trước là khu bếp của nhà mình thì bề mặt bằng đá hoa cương. Rồi hệ thống tủ là tủ nhôm nha cô chú anh chị, được sơn với tông màu xám ha. Có bồn rửa chén.
Rồi được ốp kính, ốp kính nè cô chú chị, ốp kính ở xung quanh luôn nè. Ở bên trên thì sẽ có hệ thống đèn nha cô chú chị, hệ thống đèn led âm và đèn led hộp ở giữa nha cô chú chị ha. Rồi ra đằng sau này thì cô chú anh chị mình sẽ thấy một khoảng không gian toilet nữa cô chú anh chị nha. Khu vực này là khu vực toilet của ngôi nhà mình. Toilet thì sẽ có bồn cầu, lavabo, gương soi ha, vòi sen tắm nha cô chú anh chị. Gạch thì ốp cao ráo luôn. Rồi giờ thì cùng mời cô chú anh chị mình lên tham quan lầu 1 của ngôi nhà mình nha. Lầu 1 của ngôi nhà mình thì sẽ có hai phòng ngủ và một cái toilet nằm ở giữa nha cô chú anh chị. Và phía trước thì sẽ có khoảng không gian ban công để cô chú anh chị mình có thể mình ra mình hóng mát đồ ở ngoài đó cũng được ha. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Tất cả các tầng của nhà mình là sàn bê tông cốt thép hết ha. Và đây là một phòng và khu vực bên đó là sẽ có một cái ô cửa nè, cửa sổ nè, chủ thiết kế sẵn. Tại vì cái nhà kế bên của mình nó không có xây cao bằng nhà mình thì đâm ra thì mình có thể sử dụng được ha. Khi nào mà chủ nhà kế bên người ta xây cao hơn thì cái đó thì mình không mở được thôi. Chứ còn bây giờ thì mở thoải mái nha cô chú anh chị. Và đây là khu vực toilet của ngôi nhà mình. Ở bên dưới thì được chủ trang bị gạch nhám nha cô chú chị, gạch chống trơn trượt ha. Rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Ngang 4 dài tới 12 mét rưỡi cô chú chị, kết cấu một trệt hai lầu luôn. Có khoảng không gian sân phơi ở ngoài đây luôn nè. Cái khoảng không gian này là không gian của ban công ha. Ban công thì bên này thì chủ xây tường lên cao lên tầm khoảng có chừng 1m2. Khu vực ở đây thì chủ sẽ thiết kế cái tay vịn là bằng inox 304 kính cường lực nè. Rồi cửa này là cửa nhôm sinh pha nha quý anh chị. Cửa nhôm sinh pha. Rồi giờ thì Nguyễn Hoàng sẽ đi lên lầu 2 để review bên trên cho quý anh chị mình xem nha. Lầu 2 thì cũng sẽ có hai phòng ngủ và một toilet nằm ở giữa, và đặc biệt hơn là phía sau của nhà mình sẽ có một cái khoảng không gian để cô chú anh chị mình để máy giặt nè. Cái phòng ở phía sau này thì chủ sẽ làm nhỏ lại ha, so với lại cái phòng ở lầu 1 nha cô chú anh chị. Ở phía trước sẽ có ô cửa sổ nè, rồi ô cửa chính nè. Ra phía trước này cô chú anh chị mình sẽ có khoảng không gian ban công. Ở khoảng không gian này không gian sân phơi ha. Cái này thì cô chú anh chị mình thiết kế cái đường ống cấp, đường ống xả nè để mình đi máy giặt nè ha. Thì sau này cô chú anh chị mình về mình có thể mình lập mái trên đây cũng được nè, lập mái tôn trên đây để mình che hết cái khu vực này luôn, rồi mình làm cái xào phơi đồ ngoài đây luôn, rất là tiện nha. Thì xung quanh thì chủ cũng đã thiết kế cái khung sắt hết rồi thì cô chú anh chị mình rồi ha. Đó, khung sắt này cô chú anh chị rất là chắc chắn luôn. Cửa này cũng xài là cửa nhôm sinh pha loại cao cấp cô chú anh chị ha. Đó, ra phía ngoài này thì mình sẽ có một cái khoảng không gian, đó là không gian toilet nằm ở giữa nè. Bồn cầu đúc nguyên khối, lavabo đúc nguyên khối luôn, và gương soi và sen tắm đầy đủ hết. Và đây là một phòng nữa nè cô chú anh chị. Phía trước thì sẽ có khoảng không gian ban công nữa cô chú anh chị nha. Đó, nhà mình là lợi thế là lầu 1, lầu 2 gì đều cũng có ban công ở khu vực này hết ha. Ở khu vực này là khu vực ban công của nhà mình đây. Ở những cái nhà xung quanh được xây một trệt ba lầu hết nè. Ban công này thì nó rộng khoảng có chừng là 7 đến 8 tấc nha cô chú anh chị. Còn khu vực ở đây thì nó sẽ rộng hơn là khoảng có chừng là 1m2 nè. Khu vực này rộng hơn ha. Ở nhà mình thì ngang 4m và chiều dài là 12m rưỡi nha cô chú anh chị. Kết cấu thì một trệt hai lầu ha. Có tổng cộng 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên nha. Mức giá chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 4 tỷ 980 triệu giá còn thương lượng nha cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị nào có quan tâm có thể liên hệ Nguyễn Hoàng nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng. Rồi Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.